Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tàu Chính Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, mới đây thì Huawei đã ra mắt chiếc điện thoại tiếp theo cho phân khúc tầm trung của mình, đó chính là Huawei Mate 8, có màn hình giọt nước 6,21 inch và có độ phân giải là Full HD+, sử dụng công nghệ tấm nền IPS LCD và tỷ lệ khung hình là 19,5:9. Bên trong, sức mạnh xử lý của máy được cung cấp bởi con chip Kirin 710 đi kèm với dung lượng RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB và có sự hỗ trợ của GPU Turbo 2.0 và hoạt động trên hệ điều hành Android 9 Pie với giao diện người dùng MIUI 9. Cụ thể thì ba camera của Huawei Mate 8 sẽ có độ phân giải là 24, 16 và 2 megapixel. Trong khi đó thì camera selfie của máy sẽ có độ phân giải là 8 megapixel. Ngoài ra, hệ thống camera sau còn được Huawei trang bị rất nhiều tính năng chụp ảnh hữu ích như là nhận dạng AI, quay video slow motion 480 khung hình trên giây hay là chụp đêm, vân vân. Các thông số còn lại của Huawei Mate 8 bao gồm viên pin dung lượng 3400 mAh, mở khóa bằng khuôn mặt, có máy quét vân tay ở phía sau, hỗ trợ các kết nối như là 2 SIM, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Micro USB 2.0 và âm thanh 3,5mm. Được biết là Huawei Mate 8 sẽ chính thức lên kệ tại Trung Quốc vào ngày 12 tháng 6 tới đây với giá bán là 275 đô, tức là khoảng 6,4 triệu đồng. Và điện thoại sẽ có hai màu để người dùng lựa chọn, đó chính là Midnight Black và Sapphire Blue. Các bạn mến, mới đây thì tài khoản Weibo của Xiaomi đã đăng tải thư mời ra mắt Mi Band 4. Bên cạnh ngày ra mắt là ngày 11 tháng 6, hình ảnh còn hé lộ thiết kế về một số tính năng của Smart Band mới. Từ hình ảnh thư mời thì Mi Band 4 vẫn mang thiết kế tương tự Mi Band 3 với kiểu dáng thon dài phía dưới chiếu phím Home. Thông qua các dòng chữ nhiều màu sắc thì người dùng cho rằng máy sẽ có màn hình màu. Với logo Media góc phải, nhiều khả năng thiết bị sẽ sản xuất bởi thương hiệu con của Xiaomi này. Ảnh thực tế rò rỉ trước đó trên Weibo cũng cho thấy là Mi Band thế hệ mới sẽ có màn hình màu. Nút Home đã được thiết kế phẳng với màn hình thay vì là lõm xuống như trên Mi Band 3. Thiết bị hỗ trợ đếm bước đi bộ, đo nhịp tim thời gian thực và cảnh báo mức nhịp tim cao nhất. Một số tin đồn cho biết là Mi Band 4 sẽ được nâng cấp nhiều tính năng như là phát hiện nhịp tim bất thường, kết nối Bluetooth 5.0, đo điện tâm đồ, có phiên bản hỗ trợ NFC và thanh toán bằng Mi Pay. Dung lượng pin của máy cũng tăng lên là 135 mAh, cao hơn đáng kể so với con số là 110 mAh trên Mi Band 3. Và giá của chiếc smartwatch mới đến từ Xiaomi dự kiến sẽ rơi vào khoảng 3-40 đô, tức là khoảng 700-1 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, và khoảng 70 đô, tức là khoảng 1,5 triệu đồng cho phiên bản có NFC. Các bạn mới đây thì Samsung vừa chính thức công bố phiên bản bổ sung Galaxy S10, S10 Plus màu đỏ Cardinal Red trên trang chủ của họ tại Thụy Sĩ. Dự kiến thì Galaxy S10e cũng sớm sẽ có phiên bản màu đỏ mới này. Tuy nhiên thì giống với các thế hệ trước đây, Galaxy S10, S10 Plus Cardinal Red ban đầu sẽ chỉ bán giới hạn tại một số thị trường nhất định. Có thông tin cho rằng Galaxy S10, S10 Plus màu đỏ Cardinal Red này sẽ chỉ được bán ra tại các nước Tây Âu và Nga. Ngoài màu sắc mới thì S10, S10 Plus màu đỏ Cardinal Red thì không có bất kỳ thay đổi nào. Tất cả các thông số kỹ thuật và tính năng cộng với mức giá vẫn giữ nguyên. Tại Thụy Sĩ thì Galaxy S10 128GB sẽ được bán ra với mức giá khoảng 19,46 triệu đồng, trong khi S10 Plus 128GB sẽ có mức giá khoảng 21,8 triệu đồng. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.